Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân và phân công nhiệm vụ chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2017. Ngư dân ở các địa phương trên địa bàn huyện ta vươn khơi đầu năm với nhiều hy vọng mới. Hội Đông y huyện trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 2 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân và phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện tuyển chọn công dân nhập ngũ và kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Theo đó, căn cứ quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tham mưu kịp thời cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các xã thị trấn làm tốt công tác đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe tại cơ sở và tại huyện chặt chẽ đúng kế hoạch sát với chỉ tiêu được giao. Trên cơ sở kết quả thâm nhập, chốt quân số ở các đơn vị, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã chủ động hoàn chỉnh hồ sơ, chốt quân số tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định gọi công dân nhập ngũ đến 216 thanh niên ở các địa phương. Sau phát lệnh nhập ngũ, bước đầu tình hình tư tưởng của các thanh niên đều sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Một số xã có công dân nhập ngũ vượt chỉ tiêu được giao, đó là Hải Ninh, Ngọc Lĩnh, Bình Minh, Hải Bình, vân vân. Tại hội nghị, các đồng chí thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến cho công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, đề nghị các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, các ngành đoàn thể hữu quan, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, quyền và trách nhiệm của công dân nhập ngũ trong xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc, hướng dẫn các xã thị trấn tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Chuẩn bị tốt các điều kiện về khánh tiết, khu vực khán đài và các điều kiện cần thiết khác cho buổi lễ. Công an huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau buổi lễ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện quản lý chặt chẽ số thanh niên nhập ngũ, đồng thời chỉ đạo các địa phương đưa thanh niên đến địa điểm giao quân đủ số lượng, đúng kế hoạch để buổi lễ giao nhận quân năm 2017 của huyện được tổ chức vào ngày 14 tháng 2 năm 2017, diễn ra trang trọng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Ngày 7 tháng 2, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện do đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đi thăm đồng tại các xã Tân Dân, Ngọc Lĩnh, Hùng Sơn, Các Sơn và Định Hải. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện. Theo đánh giá của đoàn công tác, thì các xã đoàn tới thăm đều tiến hành gieo trồng đúng khung lịch thời vụ của Ủy ban Nhân dân huyện. Hiện bà con nhân dân các xã trên cũng đã gieo trồng được 90-95% diện tích cây trồng vụ chiêm xuân theo kế hoạch đề ra.
Để đảm bảo hoàn thành các diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồ Đình Tùng cũng đã đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã trên chỉ đạo bà con nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, ra đồng gieo trồng các diện tích cây trồng vụ chiêm xuân còn lại, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch gieo trồng trước ngày 10 tháng 2. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng của huyện theo dõi tình hình phát triển của cây trồng và diễn biến của sâu bệnh để có những biện pháp chăm sóc, phòng ngừa bệnh hiệu quả, giúp bà con nông dân có một vụ mùa bội thu. Những ngày sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, bà con nông dân trên địa bàn xã Đình Hải đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa vụ chiêm xuân. Vụ chiêm xuân năm nay, xã Đình Hải có kế hoạch gieo cấy 160 hectare lúa, trong đó diện tích lúa lai chiếm 70 hectare, được cơ cấu bởi các giống như Thái Xuyên 111, Nghi Hương 2308 và 30% lúa thuần. Nhờ chuẩn bị đầy đủ về giống, phân bón, nên ngay sau Tết Nguyên đán, bà con nông dân trong xã đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa. Đến ngày 9 tháng 2, toàn xã đã gieo cấy được 95% diện tích. Để đạt kết quả cao nhất trong vụ chiêm xuân này, cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo cán bộ phụ trách nông nghiệp thường xuyên thăm đồng kiểm tra sản xuất, đưa ra các khuyến cáo về kỹ thuật kịp thời cho bà con nông dân. Còn sau khi như vậy là gieo cấy xong thì chúng tôi đang chỉ đạo cho bà con nhân dân như vậy là chủ động là như vậy chăm sóc, đặc biệt là quan tâm đến công tác nước nuôi, đảm bảo cho cây lúa phát triển và sinh trưởng. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày Tết Đinh Dậu cổ truyền của dân tộc cũng như các địa phương khác trong tỉnh, hàng trăm tàu thuyền của các xã Hải Ninh, Hải Thanh, Hải Châu, Hải Bình, Nghi Sơn của huyện ta cũng nô nức ra khơi đánh bắt đầu năm với mong muốn sẽ có một vụ bội thu trong năm mới. Chuyến ra khơi đầu năm của ngư dân các xã vùng biển của huyện ta được mở đầu bằng lễ rước thần linh, cầu cho may mắn và thể hiện khát vọng vươn ra khơi xa cùng biển cả. Sau đó là nghi thức dong cờ ra khơi với sự tham gia của đông đảo các chủ tàu có công suất lớn. Tại xã Hải Châu, nhờ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về ngư lưới cụ, nên chuyến tàu ra khơi đầu năm của ngư dân đã gặp được nhiều thuận lợi khi hầu như thuyền nào cập bến đều đầy ắp các loại tôm cá. Chỉ tính trong những ngày đầu năm mới, bà con ngư dân trên địa bàn xã đã vươn khơi đánh bắt được hơn 20 tấn thủy sản các loại. Đây là tín hiệu vui cho ngư dân trong những ngày đầu năm, với hy vọng sẽ có một mùa bội thu mang lại cuộc sống ấm no cho người dân vùng biển. Năm 2016, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp và nhờ tích cực bám biển, đẩy mạnh khai thác đánh bắt nuôi trồng của bà con ngư dân, nên tổng sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản của toàn huyện đạt 31.394 tấn, bằng 102% kế hoạch, bằng 104,2% cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khai thác đạt 29.941 tấn, nuôi trồng 1.993 tấn. Thực hiện Nghị định số 67 ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về phát triển kinh tế biển, huyện đã thành lập ban chỉ đạo để triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các xã ven biển tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn cho ngư dân lập hồ sơ, phương án, đề nghị vay vốn, tổ chức rà soát các chủ tàu có đủ điều kiện vay vốn. Nhờ đó đến nay, toàn huyện đã hoàn thành đóng mới cho 9 tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá có công suất trên 400 CV, còn 2 tàu dự kiến hạ thủy và đưa vào sử dụng trong thời gian tới, với tổng số tiền đã giải ngân là trên 80 tỷ đồng. Trong năm 2016, các ngành chức năng của huyện cũng đã phối hợp với công ty Bảo Việt Thanh Hóa và các xã đã làm thủ tục bảo hiểm cho 299 tàu và 2.578 thuyền với tổng kinh phí là 6.433 triệu đồng, triển khai các mô hình nuôi trồng thủy sản như tôm thẻ chân trắng theo Việt Gáp, nuôi cá chim vây vàng, nuôi tôm sinh thái bền vững, nuôi ốc hương trong bể xi măng và tổ chức nhiều lớp tập huấn về nuôi trồng, khai thác thủy sản và công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Có thể thấy, chuyến ra khơi đầu năm của ngư dân như một ngày hội, với mong muốn trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, khi về dong thuyền đầy ắp cá tôm. Cùng với quyết tâm bám biển làm giàu, những đoàn tàu đánh bắt xa bờ của các ngư dân không chỉ góp phần phát triển kinh tế ở các địa phương trên địa bàn, mà còn giữ vùng trời, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 2, thôn Liên Hưng, xã Hải Bình đã tổ chức lễ hội Thành Hoàng Làng Xuân Đinh Dậu 2017. Đây là nét đẹp truyền thống được người dân trong làng gìn giữ,
đồng thời cũng là dịp để tưởng nhớ người đã khai canh lập ấp, lập nên làng ngày nay. Tham dự lễ hội có lãnh đạo cấp ủy chính quyền cùng đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương. Lễ hội Thành Hoàng Làng được thôn Liên Hưng tổ chức năm nay có hai phần là lễ và phần hội. Trong đó phần lễ thể hiện đậm nét tâm linh của nhân dân trong làng đối với Thành Hoàng Làng và những người có công với dân với nước, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Ngoài ra trong chương trình của lễ hội, ban tổ chức còn tổ chức đêm giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao. Qua đó đã tạo nên không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày đầu năm và thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Lễ hội Thành Hoàng Làng là một hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh đáp ứng nhu cầu tình cảm của đông đảo nhân dân trong làng. Sống trong khung cảnh lễ hội, con người có nhược những giây phút thảnh thơi để tạm quên đi nỗi cực nhọc vất vả hàng ngày trong cuộc sống xô bồ hối hả của xã hội hiện đại ngày nay. Lễ hội còn là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ về tiên tổ, cội nguồn, người có công với dân với nước. Đồng thời nguyện cùng nhau gìn giữ phát huy tinh túy của văn hóa làng quê, góp công sức, tiền của xây dựng quê hương Liên Hưng ngày càng giàu đẹp văn minh. Thưa quý vị và các bạn, Hội Đông y huyện Tĩnh Gia có 27 chi hội trực thuộc ở 34 xã thị trấn. Với phương châm hoạt động, đề cao tinh thần đoàn kết, tính nghề nghiệp, tình nhân ái và tham gia tích cực công tác bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong những năm qua, Hội Đông y huyện có nhiều hoạt động hiệu quả, ý nghĩa trong việc khám chữa bệnh bằng các phương thuốc cổ truyền, xây dựng và phát triển hội ngày càng vững mạnh. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, Hội Đông y huyện Tĩnh Gia đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như chỉ đạo về chuyên môn của Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa với việc thành lập một chi hội phòng chẩn trị và một chi hội khoa Đông y Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia, 25 chi hội cơ sở trên tổng số 124 hội viên. Trong đó có 60 hội viên được cấp phép hành nghề, 31 phòng chẩn trị y học cổ truyền, 29 hội viên được cấp phép bài thuốc gia truyền. Với tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc, lương y như từ mẫu, các hội viên Hội Đông y huyện ngày càng hoạt động có uy tín, thu hút nhiều bệnh nhân đến khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Năm 2016, có 58.580 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe, tăng 118,9% so với cùng kỳ năm 2015. Châm cứu xoa bóp bấm huyệt là 18.250 lượt bệnh nhân, tăng 116,4% so với năm 2015. Tiêu biểu là đơn vị thị trấn Hải Bình, Ninh Hải, Hải Hòa. Bên cạnh đó, các chi hội cơ sở thường xuyên được tổ chức sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong khám chữa bệnh, kết hợp đông tây y, phương pháp chữa bệnh, dùng thuốc và không dùng thuốc. Để phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh, đồng thời nhằm giảm chi phí cho bệnh nhân bằng nguồn thuốc tại chỗ, Hội Đông y huyện đã định hướng cho các xã thị trấn trồng trên 20.000 m2 dược liệu, thu hái được 17,350 kg thuốc nam. Đặc biệt năm 2016, với mục tiêu nâng cao chất lượng của phòng chẩn trị đông y, huyện hội đã tìm đối tác liên kết đầu tư kinh phí gần 1 tỷ đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm máy móc thiết bị hiện đại, chữa bệnh bằng phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc sông hơi massage. Vật lý trị liệu gồm 5 phòng VIP, 5 phòng đơn và 2 phòng tập thể. Đội ngũ hội viên phục vụ được đào tạo chuyên môn nhiệt tình và thân thiện. Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Hội Đông y huyện cũng đã phối hợp tích cực với Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, đẩy mạnh kiểm tra, thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã đến năm 2020. Với mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của hội, đồng thời đề cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm, tính nghề nghiệp, lòng nhân ái của người thầy thuốc, Hội Đông y huyện đã và đang cùng với ngành y tế huyện làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017 của Hội Đông y Tĩnh Gia là nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của hội, tiếp tục củng cố hội viên, tăng cường phát triển hội viên tích cực tham gia các hoạt động công tác hội, bảo vệ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Mục tiêu cụ thể trong năm là phấn đấu hết năm 2017, huyện hội phấn đấu đạt danh hiệu tiên tiến toàn diện. 2. Hội viên hoàn thành nhiệm vụ có 20% trở lên hoàn thành chức trách nhiệm vụ. 3. Trong nhiệm kỳ tới bồi dưỡng kết nạp được 10 hội viên trở lên và 2 cơ sở trực thuộc của hội trở lên.
4. 100% cán bộ hội viên tham gia quản lý, quán triệt các quy định của hội, cấp trên, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 5. Tổng số lượt khám chữa bệnh của năm 2017 là 60.000 người trở lên và trồng được 15.000 m2 thuốc nam trong toàn huyện. Trong những ngày qua, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 2 năm 2017, đội cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và lập biên bản 110 trường hợp vi phạm luật khi tham gia giao thông, ra quyết định xử phạt hành chính 98 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước hơn 33 triệu đồng. Với các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng làn đường phần đường, không bật tín hiệu xin chuyển hướng tại ngã ba ngã tư, chờ quá số người quy định. Những ngày qua trên địa bàn huyện xảy ra một vụ va chạm giao thông tại địa phận xã Mai Lâm. Theo đó, xe ô tô biển kiểm soát 49C02377 đã tự đâm vào giải phân cách làm hư hỏng phương tiện. Cùng với công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an huyện cũng tiếp tục thực hiện kế hoạch để đảm bảo tình hình trật tự công cộng và an toàn giao thông sau Tết, nhất là tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định. Chương trình truyền hình tính ra hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.